Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Dĩ vãng. Tác giả nhà văn Hồ Dến Được nhà xuất bản Á Châu phát hành tại Hà Nội năm 1941. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2 Chương 4 Miền quê hoàng chiều nay Buồn như một người con gái nhớ nhà Từng hàng tre rủ dài trên mặt đất Những xác lá vàng mỏng mảnh Như những nỗi buồn nhỏ nhặt Liên tiếp của lòng người Xa xa là núi xám Ở bên kia núi xám Vòng quanh bốn phương trời Là vẻ buồn rười rượi chán nản Trên những lùm cây phơ phất gió Đứng trên đề hoàng kéo mạnh một hơi thuốc lá đưa mắt nhìn ra phía trước mặt lần đầu hoàng chú ý đến cây thánh giá trắng toát nổi lên khỏi nóc nhà thờ màu ngói mới in hình trên bức màn cây xanh biếc một vẻ bâng quần hiu quạnh len lỏi trong cái khung cảnh nên thơ ấy hoàng thấy tâm hồn rộn lên một nỗi gì như đau đớn trả lại với vẻ bình tĩnh bao phủ bên ngoài tại sao lòng ta lại không bình tĩnh được như cây thánh giá tại sao ta mãi mãi là một sinh vật nhỏ bé đem cái thắc mắc u hoài vào sự trang nghiêm vô cùng của cảnh vật hoàng thơ thẩn nghĩ như thế và lúc chàng toan rẽ xuống một con đường nhỏ gần đấy thì bỗng sau lưng có tiếng gọi ông hoàng ông hoàng hoàng ngạc nhiên đến mất trí khi chàng nhận ra người gọi là kim thu Hoàng tìm ra được một câu hỏi rất khéo Hình như cô đi tìm ai Thu bối rối ra mặt Vâng tôi tìm chị Diệu Chị ấy đi tập ngựa từ lúc 2 giờ Nói xong Kim Thu trực chào Hoàng quay đi Thì Hoàng giữ lại Hay cô để tôi đi ra mé đồi này kiếm xem Kim Thu có vẻ phân vân Và không để Hoàng quay gót Thôi cảm ơn ông Để tôi đi tìm lấy vậy Đợi cho Kim Thu đi khuất Hoàng nắm tay lại Hụt hạt với mình một cách nghiêm nghị Có biết ta cứ thú thật đi Có hơn không Rõ hoài Hoàng quay lại nhìn theo Tuy lúc ấy Kim Thu đã mất hút Con gái mà cưỡi ngựa Chả trách Không hiểu sao Hoàng thấy phấn khởi sung sướng lạ lùng Chàng chắc rằng Kim Thu cũng có để ý đến chàng Vì hai tiếng gọi ông Hoàng ban nãy Có vẻ vồn vã kín đáo Tuy người gọi vẫn cố giữ nét mặt lạnh lùng của mọi ngày Hoàng nghĩ đến Diệu Người con gái ấy mãi đến lúc này Hoàng mới thấy không đến nỗi vô ích lắm Hoàng chỉ còn phải để thêm mấy ngày Do tính nết Diệu và khi lựa được đúng Chàng sẽ nhờ Diệu nói với Kim Thu Hoàng thấy má mình nóng lên ngượng nghịu và sung sướng Như chính khi Diệu báo cho chàng cái kết quả đang ao ước thật Về đến nhà Hoàng định đi thẳng lên phòng khách Thì cô chàng gọi giật lại Hoàng ạ, à, có cô gái nào vừa hỏi cháu đấy? Cô ta mặc chiếc áo tím đẹp đáo để, cô cố giữ lại chờ cháu về, nhưng cô ta xin khất đến khi khác và dẫn cháu đến chiều sang chơi. Hoàng cau mặt, người con gái mặc áo tím chỉ có thể là Diệu, vì Hoàng còn nhớ rõ màu áo xanh da trời của Kim Thu ban nãy. Hoàng thấy ngay một sự gì khác lạ, nhớ lại những cử chỉ thiếu tự nhiên của Kim Thu. Hoàng càng thêm ngờ vực Một sự gì ẩn khuất Đã xảy ra giữa chàng và hai người thiếu nữ Ồ Chẳng lẽ dịu lại Nhưng chàng không dám đoán hết Không dám đoán hết Mà Hoàng vẫn tin rằng những điều chàng ngờ vực Có thể rất đúng Hình ảnh diệu lại bắt đầu khơi gợi trong trí Hoàng Bên cạnh vẻ cao kỳ đài cát của Kim Thu Mỗi lần nghĩ đến Kim Thu Hoàng bắt buộc phải nghĩ đến sự khăng khích giữa Kim Thu và Diệu sự khăng khít dựng đứng lên như một trở ngại lớn ngăn cách hẳn hoàng và họ ra vậy hoàng không thể nghi diệu gì được ngoài sự tin rằng vì xã giao người thiếu nữ này lại đến chơi để đáp lễ hoàng nhưng tại sao lại có chuyện đi tập ngựa hoàng thật khó hiểu khi nghe chính mình thốt lên câu hỏi khó hiểu ấy từ hôm ở biệt thự của phúc về hoàng nhất định không nghĩ gì đến kim thu nữa Hoàng đã làm đúng theo ý nghĩa một câu văn pháp là lấy sự lãnh đạm để đối lại sự lãnh đạm. Nhưng chỉ được đến hôm thứ hai, người làm thơ trẻ tuổi ấy lại đã đứng ra trên con đường đê. Để nhìn chiếc thánh giá, một buổi chiều đã nói trên kia. Hoàng ngồi lại bằng viết, phân vân ngã lên tờ giấy trắng cái ý định mà vừa rồi chàng định thi hành. Cô Diệu, nếu cô có thể tha thứ một sự đường đột Tôi xin thành thật gửi vào cô Chút hy vọng mà tôi xét ra Chỉ có cô mới có thể thực hiện được Hoàng chấm vội một dấu chấm Rồi năm bảy lần đọc lại mẫu thư viết cho Diệu Hoàng thấy nó trơn tráo nhạt nhẽo quá Tay người viết Với cái tay run run Với cái ngực lo lắng đã để vào Ở mỗi chữ sự thật thà Đến có thể trở nên ngu độn được Hoàng mượn tất cả cái mạch lạc dồi dào Của lối văn viết thư cho bạn Nhưng chàng chỉ thấy có sự gian dối những ý nghĩ cùng một lúc đến lan man rồi lại cùng một lúc tắt đi hết hoàng nghĩ thầm ta nói mờm với diệu thôi vậy rồi hoàng xé nát bức thư đi quay ra tiếp nốt cái dự định to tát ban nãy sáng hôm sau hoàng thức dậy sau một đêm đầy mộng mị chàng buồn rầu nghĩ đến biệt thự phong lan ở đây có một ngày sẽ thấy tình cảm giữa chàng và hai người thiếu nữ phai lạc đi tốt đẹp thêm hay trở thành thù án cũng có thể điều nhất định là hoàng sẽ phải ngỏ lòng với kim thu qua diệu mà sự ngỏ lòng ấy mới khó khăn nhục nhã làm sao hoàng sẽ đỏ mặt cúi xuống sau khi nói vội cái ý định của mình trong khi diệu phá lên cười hay quay đi khinh bỉ chàng một cách ác liệt rồi từ đấy hoàng không bao giờ lại biệt thự phong lan nữa hoàng tìm hết cách tránh mặt kim thu và diệu tuy hoàng không thể nào tránh được nhất là ở cái vùng nhỏ bé như đây nghĩ thế hoàng càng thấy kim thu khó khăn kiêu ngạo thêm lên hoàng vô ích lục trí nhớ để tìm một điểm nhỏ gì làm tiết lộ lòng lưu luyến hoàng của kim thu chàng chỉ thấy vẻ nhu mì của diệu sự săn sóc chiều chuộng mà không hiểu sao hoàng cảm thấy bực bội khó chịu hình ảnh diệu trôi vào đời hoàng như một sự phiền nhiễu lớn nó là niềm thất vọng báo trước lúc ý định được đem phơi bày Cách hai ngày sau, Hoàng mới sang biệt thự Phong Lan. Bước vào cổng, Kim Thu và Diệu đưa ngồi tỉa rau ngoài sân. Hoàng muốn lùi lại, quay ra ngay lúc Diệu tình cờ đưa mắt nhìn lên, Hoàng bối rối chào Thu và Diệu, tay săn xoe ngắt mấy chiếc lá xòe ra ngoài lối đi. Diệu đứng lên vui vẻ. "Ồ, anh Hoàng, cơn gió nào đưa anh lại thế?" Nhưng Kim Thu lại lãnh đạm. "Anh Phúc chưa về, anh ạ." À. Hoàng cố giữ vẻ tự nhiên lặng lẽ bước vào phòng khách chàng tức tối đến hầu quên câu chuyện định nói với diệu vì dáng điệu kim thu trước sau vẫn lộ vẻ kiêu kỳ đáng ghét lạ chàng đánh bạo hỏi diệu cô diệu nhỉ cô thu kỳ lạ quá diệu mỉm cười anh tưởng thế đấy thu không khác tôi mấy đâu có khác là thu rất ghét các bạn trai vì có cớ hoàng lo ngại khơi ra cho diệu tiếp nốt câu chuyện có cớ hay cô thu đã tính thu xưa nay vẫn thế thu rất lãnh đạm với đàn ông cả với những người học cùng ngày nhỏ nữa ngay ở hà nội thu cũng chỉ chơi với tôi và vài bạn gái khác hoàng nén một tiếng thở dài hỏi dồn dịu hình như cô thu chỉ thích chơi đàn hơn hết mê lắm thì đúng hơn chúng tôi thường trêu thu gán cho một vị nhạc sư ngày ngày dạy thu ở hà nội những lời dịu nói cũng đủ phá tan cái mộng đẹp vừa dựng xong trong đầu Hoàng. Hoàng thấy trong lòng rào rạc lên một sự chua xót. Đời Hoàng như vừa xảy ra một biến cảnh lớn, tâm tình chàng như vừa trải qua một sự thay đổi đoạn lòng. Hoàng cúi xuống dí mũi giày lên nền gạch. Trong khi không hiểu sao, chàng mơ màng thấy đôi mắt dịu nhìn chàng, đôi mắt âu yếm hiện ra với Hoàng như một niềm an ủi. Tiếng đàn của Kim Thu từ gian phòng bên bắt đầu nổi. Chương 5 Diệu ơi Tiếng kim thu gọi vang lên Trong một khu vườn đầy nắng Làm cho Hoàng giật mình dừng bước Chàng lanh chân lách mình Đứng nép sau một thân cây to gần đấy chăm chú ngắm kim thu Thiếu nữ hình như không biết có người Nên vẫn lanh lẹ trèo từ cành này sang cành khác Hái những chùm bông đỏ thấm Ống ánh phản với sắc nắng lên má nàng Bóng nắng hoa chạy trên mái tóc Trên bộ quần áo trắng mượt Như những cánh bướm linh động chỉ đợi một cơn gió là bay tản mát ra khắp vườn. Hoàng thấy tâm hồn ngây ngất trong cái cảm giác thần kỳ của một bài thơ tuyệt vời nhưng không sao thành hình được. Chàng lo lắng giấu mình hết sức cẩn thận vì chỉ cần một tiếng động nhỏ là đủ cho Kim Thu cau mặt nhìn lại chỗ chàng đứng. Nàng sẽ phất chùm quả cầm ở tay đi chạy vào thuật lại cho Diệu cái cử chỉ không được ngay thẳng của Hoàng. Nghĩ đến đấy, Hoàng chỉ muốn đi ngay ra ngoài đường thẳng thắn bước vào nhà như người khách thường ngày của phúc bỗng hoàng giật mình vì tiếng kêu bất ngờ của kim thu sâu nhiều sâu ở trái cây quá dịu ạ à. không thấy dịu ở đấy hoàng ngờ là kim thu định nói để ám chỉ hoàng hoàng bối rối bước vội ra ngoài vì chàng đoán không sớm thì muộn đôi mắt kim thu cũng sẽ hướng về phía chàng để tìm những trái cây khác khi bước vào cổng hoàng đã đoán biết trước cả sự giật mình của kim thu nên khi thiếu nữ quay lại nhảy xuống hoàng không lấy làm lạ nữa chàng đánh bạo hỏi trước cô thu cũng biết trào cây à kim thu không đáp nàng như có vẻ ngượng nghịu vì sự phục sức đơn giản trước mặt hoàng bỗng nàng nhìn lên ông hoàng vâng tôi vừa lại chơi anh phú vẫn chưa về à cô thu ngập ngừng đáp một giọng trong đấy hoàng nhận thấy sự khinh khi kiêu ngạo anh tôi chưa về ông có cần gì không không tôi xa nhà và nhân tiện nghe cô đánh đàn thu cười một cách độc ác tôi mới học và lại cũng không ưa đàn mấy hoàng đưa mắt nhìn rất nhanh ra chung quanh và sau khi nhận thấy chỉ có hai người chàng e lệ cô với cô diệu thật là hai bà chúa ở trong cái biệt thự này thu không nhịn được cười là chúa à thế mà chúng tôi không biết đấy Kim Thu nói mau lắm Như chỉ cố sao cho Hoàng vào trong nhà Để nàng được tự do như ban nãy Hôm qua cô Diệu nói với tôi nhiều về cô đấy Diệu bảo cô đàn hay lắm Và chính tôi tôi cũng nhận thấy thế nữa Kim Thu không đáp Thả nhiên cúi nhặt quả bồng Vừa rơi từ bọc khăn cầm ở tay xuống đất Thấy không còn chuyện gì nói Tuy chàng còn muốn nói nhiều nữa Hoàng chào Thu quay đi Bỗng chàng dừng lại Cô Thu à anh Phúc chắc còn lâu lắm mới về nhỉ? Tôi cũng không được rõ Nhưng không mùa nào anh Phúc không về vào độ bồng chính bây giờ Hoàng nhìn chùm bồng Kim Thu cầm ở tay Chăm chú như đếm từng quả một Bồng của nhà chính đẹp quá cô nhỉ? Kim Thu không muốn hiểu ý chàng Cười lạc Năm nay còn ít đấy Mỗi năm dịu và tôi ăn chán Còn mang về Hà Nội được vài sọt để biếu Hoàng thất vọng vì chàng biết không bao giờ Kim Thu tặng mình một quả bồng và không bao giờ Hoàng dám ngỏ ý. Chàng chào Thu lẳng lặng bước vào nhà. Trước khi bước chân lên thềm gạch, Hoàng còn quay lại nhìn. Nhưng chàng vẫn thất vọng như thường khi thấy Kim Thu vẫn bình thản không chú ý gì đến chàng cả. Sợ Diệu nhận thấy vẻ tư lự trên mặt mình, Hoàng vui vẻ bước vào phòng khách. Cô Diệu chăm xem sách nhỉ? Cô không ra vườn trao bông à? Diệu gấp vội quyển tiểu thuyết cầm ở tay Lạnh lùng nhìn Hoàng Tôi không biết trèo Sao ông không trèo bồng với Thu Hoàng nghĩ thầm Sao Diệu gọi ta bằng ông Khi nàng có sẵn một tiếng Anh rất gọn Rồi chàng mỉm cười Thôi để chút nữa cô Thu mang vào đây ta ăn vậy Ra vườn nắng chết Diệu không đáp cúi đầu xem nốt quyển chuyện Trong khi Hoàng cau mày ngẫm nghĩ Chàng trở lại với ý định hôm nào và thấy cần phải ngỏ cho Diệu biết Lúc này hơn lúc nào hết Cô Diệu à Diệu giật mình ngoảnh lên Đôi mắt ống ánh sáng một cách phi thường Hoàng thấy như một sự quả quyết gì ghê gớm Hắt ra từ cái khuôn mặt hiền hậu mỗi ngày của Diệu Khiến Hoàng định nói rồi lại ngập ngừng yên lặng Trước vẻ chăm chú của Diệu Hoàng không thể ngừng được nữa Vì chàng đoán Diệu đã hiểu biết một phần lớn ý định của chàng Cô Diệu à, tôi muốn nhờ cô một việc quan trọng. Hoàng nhớ đến bức thư viết dở ở nhà, Hoàng ôm lại cả những điều mình dự đoán và chàng thắc mắc đã trót bộc lộ nỗi bí mật có quan hệ đến cả đời mình. Hoàng nhìn Diệu một lần nữa, cặp mắt dò xét rồi cuối cùng cất một giọng run run của kẻ nắm chắc phần thất bại. Tôi muốn nhờ cô một việc. Diệu bỗng mỉm cười khiến Hoàng rợn rợn. Thì tôi đã chẳng sẵn lòng nghe anh đấy ư Hoàng đánh bạo như một người liều Tôi muốn nhờ Cô nói với cô Thu Thế là đủ làm cho Hoàng liếu lưỡi lại Tay chân rung lên Mắt Hoàng tự nhiên như mờ đi Chàng không thấy rõ dịu nữa Trước mặt Hoàng là một thiếu nữ đường Hoàng ngồi Nghiêm nghị như bà chúa luận tội Chàng tiếp theo Cô nói hộ với cô Thu rằng tôi Hoàng ngừng bật lại chàng đã đến cái bước cuối cùng nó định đoạt sự thắng bại bỗng diệu đứng dậy rồi lại ngồi xuống lần này với một nụ cười gai gắt một vẻ hiền lành trong đấy hoàng thấy hết những sự mỉa mai cay độc chậm lắm rồi ông hoàng ạ à, vì thu đã hoàng cứ vội lấy lời diệu đã yêu một người khác diệu bình thản ở hà nội và đã ngót một năm nay thì ra trước sau thu vẫn lộ vẻ kiêu ngạo lạnh lùng với hoàng là có cớ cớ ấy theo như diệu nói là lòng yêu ở một người khác người ấy có lẽ còn tài giỏi hơn hoàng nhiều hoàng không dám nhìn diệu nhưng chàng cảm thấy một cách kỳ lạ rằng diệu cũng đau khổ như chàng mà có lẽ còn hơn chàng nữa lòng tự ái bị thương và sự hối hận nổi lên cực điểm làm hoàng vừa tức giận vừa xấu hổ chán nản bước ra khỏi phòng quên chào cả diệu ra đến sân hoàng mang máng nghe có tiếng diệu gọi nhưng chàng cũng cứ đi thẳng thu cũng vừa quay vào gói bồng sách nặng ở tay hoàng không dám nhìn thu và thu hình như cũng không để ý đến sự ra về đột ngột của hoàng trong bóng một hàng dừa xanh um hoàng thở dài nhẹ nhõm lần theo con đường tắt ngang qua cánh đồng lúa chín chàng thơ thẩn mãi đến chiều tối và khi về đến nhà đã thấy bức thư của diệu để trên bàn từ lúc nào Hoàng lo lắng xé phong bì ra đọc Anh Hoàng Chắc vừa rồi anh giận tôi lắm Vì tôi trót nói thật những chuyện về Thu Nhưng nếu anh nghĩ kỹ một chút Anh sẽ không oán tôi Mà tôi còn được anh phục là khác Anh nên vui vẻ lại chơi với chúng tôi luôn luôn Và xem ra như chưa có sự gì xảy ra giữa chúng ta là được Bạn anh Diệu Chương 6 16 năm sau Trong một cái ngõ vắng nhất Tối nhất của Hà Nội Hoàng nằm bên cạnh khai tỉnh Quỷ nhật ký và bức thư trong tay Lạnh lùng nghe mưa rơi nặng hạt bên ngoài Trong ánh vàng thê lương Của ngọn đèn dầu lạc Hoàng là cái bóng mờ của những ngày thanh xuân cũ Những ngày trong sáng Mà lòng chàng mở rộng như gió mát Một trời hè 16 năm trời phụng thờ nghệ thuật Hoàng như đã sống cả một thế kỷ của tâm hồn và biến cảnh. Chàng tự phụ rằng mình đã sống với người đời bằng một tấm linh hồn cao cả. Tuy trong thời gian ấy, càng tìm càng viết, Hoàng càng thấy mình chưa đạt được phần nhỏ ý nguyện. Nhặt một sợi tóc bạc rơi tự trên đầu già nua, cần cội xuống, Hoàng ve đi ve lại, mỉm cười. Chàng thấy cái tóc ấy xoăn tích đi vì bao nhiêu ngày vắng lượt, trắng vì bao nhiêu phút tư trầm và loay hoay đem đặt nó bên cạnh những sợi tóc ống mượt khác trong trí tưởng tượng. Hoàng là sợi tóc bạc ấy héo hắt đi vì giải dầu kinh nghiệm, nhưng vẫn giấu bên trong một dòng sinh khí đóng ván lại bởi tháng ngày. Gối đầu lên ba tác phẩm mà chàng quý nhất, ba tấm linh hồn, ba công trình vĩ đại, Hoàng vẫn nghe thấy những tiếng chê bai đố kỵ ngày này sang ngày khác, kích thích mạnh vào lòng. Hoàng mỉm cười khinh bỉ Cùng trong lúc Chàng dở thầm trong ốc từng bức thư yêu quý Của bao nhiêu người bạn chưa quen biết gửi về Sau những ngày hoa mộng Chàng sống chung với Diệu Để hy vọng quên hẳn được Kim Thu Diệu lấy chồng vào một buổi sáng Còn Hoàng cũng đi lập gia đình vào một chiều Hoàng lấy một người chàng không yêu dấu Nhưng vì số mệnh với ngón tay trỏ tàn ác Đã chọn hộ cho chàng Hoàng kiếm những số tiền rất ít ỏi bằng văn chương để nuôi vợ con Hy sinh đời sống của mình cho một nghĩa vụ làm người Trong khi linh hồn chàng lẽo đẻo đi tìm nguồn sống tinh thần Ở một linh hồn khác do chàng tạo nên mà không bao giờ chàng chiếm được Kim Thu, biệt thự phong lan Bị sinh kế đuổi riết, Hoàng bắt buộc phải rời bỏ nghề thơ Để tìm đến một nguồn sống dồi dào hơn cho sự thực chua chát Tiểu thuyết rồi từ ngày bắt đầu bằng sự kiếm tiền về văn chương hoàng không bao giờ còn làm được một bài thơ nào nữa cái khắc nghiệt của nghệ thuật phù hoa đã những tâm ly dị với một cây viết tiểu thuyết có tài mà bất đắc chí là hoàng trong thâm tâm hoàng những lúc băn khoăn đi tìm một cốt truyện chàng vẫn tiếc những cánh bướm bóng cây reo trên con đường thơ đáng lẽ phải là con đường duy nhất bản mệnh của chàng nhiều lúc đọc những bài thơ hay của các bạn Hoàng thở dài Sao ta lại không thể sống để viết những bài thơ như thế này Hoàng vuốt lại mái tóc Rơi xòa xuống trán Bắt đầu soi lên ánh đèn bức thư mà chàng chưa dám bóc Một linh giác kỳ dị Làm cho chàng rùng mình Mỗi lần chàng đưa tay lên định xé chiếc phong bì Hoàng mang máng nhớ rằng Đã có lần chàng được thấy một thứ chữ tương tự như thứ chữ chàng đương đọc Nhưng quyết không phải là nét bút của một người bạn xa lạ nào Rung rung, Hoàng bóc bức thư ra, mắt vẫn không dám nhìn xuống tên ký. Nam Định, ngày 14 tháng 2 năm 19 Ông Hoàng, chắc bây giờ ông đã quên tôi rồi. Vì 16 năm trời xa cách đã đủ lắm để làm ly tán một tâm tình buổi đầu. Nhất là với một người giàu danh vọng như ông, không một phút nào tôi quên ông. Tôi thú thật. Và tôi vẫn oán trách cái số mệnh tàn ác Bắt tôi đeo một mối tình oan trái cho mãi đến bây giờ Đến bây giờ chị Diệu bạn tôi Người yêu ông đã mất Tôi mới lại dám ngỏ chút lòng oan khổ mà đằng đẵng bao lâu nay Tôi từng chép nó bằng nước mắt của một thiếu phụ Có chồng con Mai ra lòng thương xót một người con gái yêu ông ngày trước Có thể là sự yên ủi màu nhiệm cho tôi Trong những ngày trống lạnh Tôi xin thành thật chúc ông gặp được những người bạn hiền khác Không phải cùng mang một số phận tàn ác như tôi Kính thư Kim Thu Tái bút Tôi xin gửi kèm theo đây quyển nhật ký nhỏ Dấu vết của những ngày không hạnh phúc Ở biệt thự Phong Lan Chương 7 Nhật ký của Kim Thu 18 tháng 8 Buổi sáng Tiếc quá Mình đi nghỉ mát vào tháng 7 Nếu không thì chiều nay biết bao nhiêu bạn tiễn Thiếu hạnh nhất là thiếu diệu Nhưng nếu có diệu có hạnh Có những công bạn quỷ sứ ở Hà Nội Thì biết đâu mình lại không về được quê với chúng Càng hay khỏi phải phải mưu xoa và nói ra những lời kể ra cũng không được vui lắm diệu ơi tao về nhé tao đã thay mặt mày mà chào tất cả cái hà nội rộn rịp trẻ trung của chúng ta rồi đấy nhìn chiếc vali to chật ních những quần áo mùa nực lẫn mùa rét mà chị minh đã cẩn thận sắp xếp hộ cho mình không khỏi có cái buồn rầu của một nữ khách đi giang hồ lìa bỏ gia đình êm ấm chả trách có lần diệu nó bảo cái thành đô hoa lệ này chỉ lưu luyến người khi nào ở phút cuối cùng xa cách nó. 18 tháng 8, buổi chiều. Tàu vắng quá. Bảo vắng hẳn cũng không đúng, vì trong toa mình ngồi ngoài mấy người hành khách ra còn có một người. Nhưng ai lại đi viết chuyện về con người mình chưa từng quen biết. Tàu chạy chậm lắm, không có bạn nên mình ngồi ủ rũ chốc chốc đưa tờ báo hàng ngày lên đọc vớt những dòng quảng cáo buồn quá buồn thế mà anh chàng ấy cũng cứ ngồi lì ra một mình hút thuốc lá tàu chạy qua thành cũng vẫn thấy hắn ngồi như thế mãi cái con người vô tâm một cách đáng giận và tư lự như một nhà thơ chính tông hay hắn làm thơ thật vì chốc chốc hắn đứng dậy ngân nga những câu gì không rõ hoặc rút bút chì trong túi ra nhíu mắt đo một dải núi trước mặt những cử chỉ vô tội và ngây thơ một cách lạ lùng ô hay sao bây giờ tàu chạy mau thế gió vào đầy cả trong toa mà anh chàng ấy vẫn cứ đứng để vuốt tóc bỗng hắn quay lại chết cho mình ai lại hớ hinh không chịu tránh trước trông hắn tội nghiệp ra mặt đáng thương như một đứa trẻ con hắn ngồi lại dở sách ra xem như có ý che bớt sự ngượng nghịu mình phải ít nhìn đi mới được Chứ ai lại cứ đi chú ý vào một người hành khách lạ bao giờ Con Diệu thật vô lý hết sức Khi nó lớn tiếng kết tội cho tất cả những con trai ở Hà Nội là hỏng Tàu dừng lại Và lần này thì thật là chia biệt Ô hay sao người ấy cũng xuống Ở Hoàng Mai Và cũng từ Hà Nội vào Hoàng Mai vào tháng 7 Tàu vừa dừng Hắn vội lẫn trốn vào ga như một người sợ hãi Mình hối hận quá nếu ở trên tàu mình đừng làm ra vẻ lãnh đạm chế giễu Thì biết đâu bây giờ lại chả có một người bạn đồng hành Chàng ta có một vẻ lúng túng khi quay lại Vì bất ngờ người con gái trên tàu nhìn soi mói mình Lại là người đồng quận Ngày 9 tháng 9 Hôm nay gió thổi mát trong một buổi sáng đẹp đẽ Mình nảy ra cái ý muốn đi chơi bằng ngựa với anh Phúc Để nhân tiện thăm phong cảnh chung quanh miền Gió ở hai bên ruộng trời cao đầy một sắc biếc dịu dàng lúc ngựa chạy xuống một cánh đồng rộng mình ngạc nhiên nhận thấy có bóng người một chấm nhỏ trầm mặc trong cảnh sắc nhiễm đầy vẻ tốt đẹp tâm linh báo trước sắp có một sự phi thường xảy ra nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng hôm nào của người khách đi tàu mình không tránh được sự căm tức hai con ngựa dừng lại anh phúc nhảy xuống bắt tay chàng ta mình nhất định không thèm nhìn để trả thù sự kiêu hãnh hôm nào cách dụng tâm của mình vô hiệu vì bằng cái nhìn chớp nhoáng mình vẫn thấy hắn lạnh lùng như thường mình kiếm được sự báo thù rất nhạy là gọi anh phúc đi để cắt đứt hẳn câu chuyện cùng ngày ấy anh phúc cho biết tên người thiếu niên là hoàng và viết giấy mời sang chơi sao lòng mình bâng khuâng quá thế này sao mình đã nhất định quên hẳn người ấy mà vẫn còn mong đợi người ta sang ba giờ rồi sao lại có thể đến chậm thế được mình phân vân không biết có nên gặp mặt Để chào hay không Không thì hơn Lãnh đạm được càng tốt Đây rồi Người ta ra lại Sao mình lại chạy vào nhà Đáng lẽ cứ đứng vờ tỉa hoa trong vườn có hơn không Tiếng anh Phúc và người khách lạ Vẫn xì xào bên phòng khách Con người thật vô tình Vô tình cả đến khi mình qua trước mặt Nhất định quên hắn đi thì hơn Diệu ơi Sao mãi hôm nay Diệu chưa về hở ngày 10 tháng 9 Hôm nay Diệu về đem theo cả những thứ quà mong ước ở Hà Nội Diệu về nhưng sao Diệu có vẻ buồn rầu khác trước Sao mình đối với Diệu đáng lẽ phải vui mừng lại trở nên khó chịu Diệu ơi nếu sau này tình cờ trang nhật ký này có lọt đến mặt Diệu Diệu hãy tha thứ cho Thu nhé Vì biết nói làm sao được đây Vì một cớ gì lạ lùng khó hiểu quá Anh Phúc đi Hà Nội rồi dịu với mình ở lại nhà buồn quá, có mấy quyển sách đem về đã xem hết từ mấy hôm nay. giả dạ dụ lúc này người ấy đến thì mai ra cũng bớt được đôi chút chán nản. ngày 11 tháng 9 tại sao lại có thể thế được nhỉ? không lẽ dịu quen người ta trước? những dáng điệu hợm hĩnh của người khách lạ hôm nào bây giờ đã đổi ra vẻ vui cười chân thật? không lẽ mình cứ giấu mình mãi trong lúc dịu? tuy đó không phải là bổn phận của diệu thay mình tiếp khách chà cái tiếng dép lúc này mình muốn nó êm mà không được mỗi một cử chỉ của mình như bị cái gì độn cứng nhắc hình như mình cũng có chào và người ta cũng có đáp diệu nói nhiều quá trong buổi ấy nói nhiều đến nỗi mình phát két anh phúc nói thế mà đúng những người làm thơ trông có vẻ ngơ ngác thật thà hay hay thế nào ấy nhưng anh chàng có bị dịu hỏi vặn thế mới đáng kiếp. Những người làm thơ mà hay tự cao như ông hoàng này, gọi tên người ta ra như thế có được không nhỉ? Bị dịu châm biếm cho là phải lắm. Nhất là khi chàng ta lên mặt thi sĩ bất chấp người thì mình chỉ có việc nói một câu cho bỏ tức. Với chính tôi, tôi cũng chịu. Sau lúc anh chàng tức giận bỏ về, mình lo lắng quá vì đã trót lỡ lời. Ngày 14 tháng 9 Chắc Hoàng giận về câu chuyện hôm trước ở phòng khách Nên mấy ngày nay không sang chơi Thơ người ta hay thì mặc người ta Chứ sao Diệu nó cứ phải ngâm luôn mồm lên mới được Sao Diệu lại có ý muốn Hoàng tặng một bài thơ Và Hoàng lại viết một bài lời lẽ hết sức giữ gìn như thế Hay là Thôi chả nên bận rộn về những chuyện vặt vảnh ấy nữa Chốc nữa rủ Diệu đi chơi là xong Cùng ngày ấy buổi chiều Diệu đã đi chơi trước một mình Quái Cái con quỷ sứ này làm gì thuộc đường lối ở đây mà dám đi một mình Gặp Hoàng bất thần như hôm đầu đi chơi ngựa với anh Phúc Toàn quay tắt ra đường khác Không hiểu sao mình lại buộc miệng gọi Người ta hỏi thì mình lại lúng túng Bảo đi tìm Diệu để tập ngựa Ngộ lúc ấy Diệu cũng ở đâu đi lại Thì mình sẽ ngượng Vì câu nói dối đến đâu Muốn nói thêm vài chuyện nữa nhưng suốt người có sự cảm xúc gì khác lạ Làm cho rung lên Đành quay đi vậy Diệu ơi Có phải ở đời Người ta ai ai cũng có lần gặp một tiếng sét Ngày 16 tháng 9 Hay là mình thú thật với Diệu Chỉ có Diệu là hiểu mình thôi May ra hắn giúp đỡ được Nào Cái tông nhỏ của ta ơi Càng đảm lên một tí ngày 17 tháng 9 Cả một ngày buồn Ngày 18 tháng 9 Nhất định phải thú thực với Diệu Ngày 19 tháng 9 Sao Hoàng không sang chơi Mình nói ra sợ Diệu nó cười chết 20 tháng 9 Hoàng sang chơi giữa lúc mình đang trèo bồng Tại sao Hoàng lại dừng lại ở trước cổng ngần ngại như không muốn vào mình trông thấy rõ anh chàng từ đằng xa đi tới nhưng cũng lờ đi như không biết hoàng đến đây để gặp anh phúc hay để gặp diệu hoàng vẫn lạnh lùng như hôm nào chào hỏi mình một cách gượng gạo cũng may mà mình chưa hấp tấp đưa biếu hoàng một quả bồng cầm ở tay hoàng một người lạnh lùng từ cử chỉ đến cách ăn nói làm gì có cái mỹ ý nhận một trái cây để làm kỷ niệm thế là hết hoàng đã vào nhà và không bao giờ không bao giờ mình còn can đảm nói với Hoàng một câu chuyện thân mật nữa. Ngày 21 tháng 9. Hôm nay sau khi nghe mình nhờ, Diệu suy nghĩ lung lắm và hứa sẽ dò hộ. Ngày 22 tháng 9. Hoàng vẫn không sang chơi, Diệu thì buồn suốt ngày như một người ốm. Ngày 23 tháng 9. Thôi, thế là hết. Diệu Bảo Hoàng đã có người yêu rồi, người mà hoàng định cưới vào cuối năm nay. Quyển nhật ký của Kim Thu chép đến đây thì chấm hết, chỉ ở mãi trang cuối cùng, cách một tập giấy trắng khá dày, nàng mới lại tiếp. Hôm nay, 15 năm sau, tháng 8 năm 1939, Diệu cho gọi tôi đến bên giường bệnh vì bạn tự biết là yếu lắm rồi và nói bằng tất cả những sinh lực yếu ớt còn sót lại đây là lời diệu mà tôi thành thực chép ra đây chắc chắn là không bị lẫn lộn một ý nghĩ tư thù hèn hạ nào thu à chính diệu ngày xưa đã phá vỡ hạnh phúc của bạn hạnh phúc ấy chỉ xứng đáng với thu còn diệu thì không người ấy yêu thu lắm cũng như thu yêu người ta nhưng và dịu tắt thở, môi nàng còn mỉm cười nhìn tôi như để hàm ơn một sâu xa chân thật. Chương 8. Hoàng ngừng đọc, mắt chàng hoa lên. Tất cả những cái gì đã chết vụt sống lại rực rỡ, khiến chàng không cầm nổi thần trí, vùng ngồi dậy, rồi cuối cùng chàng đâm bộ vào bóng tối, chạy miết như một tên tù vượt ngục đang cướp lấy một ít vàng thanh xuân lạnh lùng qua bên ngoài chấn sông sắt Nhưng bỗng chàng giật mình quay lại Quỷ nhật ký ngắm đầy dầu ở chiếc đèn bị lật ngã Đang bén lửa bùng bùng cháy Trong ánh sáng cay cắt như một màu sắc ghê tởm Của một giấc mộng quá chiều Mắt hoàng sáng lên trong một vẻ Vừa não nùng vừa rờn rợn Một ngọn gió lạnh thổi tạt qua cửa sổ Đem lại sự vắng vẻ của giải phố đêm 30 Hoàng thoáng thấy bên cạnh hình ảnh một người hiền phụ ôm ấp hai đứa con thơ Ngông ngóng đợi chồng Tất cả giấc mộng đương trôi về quá khứ Sáng rực lên những ánh sáng cuối cùng Trong tờ tuần báo văn chương xuất bản ở Hà Nội Một buổi sáng Người ta đọc thấy một bài thơ của Hoàng Nhan đề là Bài thơ cuối cùng Tôi đợi đến ngày em lấy chồng Tôi về lấy vợ thế là xong Vợ tôi không giống em là mấy Tôi cưới cho tôi đỡ lạnh lòng Vợ tôi hiền quá và ngu quá Chả biết mong thu nhớ nắng hè Thơ rất ít làm không thích mộng Nuôi đàn con dai để lên me Trong bóng năm đưa gió lại rồi Trở về vườn cũ mộng cho vui Thơ không viết nữa nhưng buồn lắm Sương xuống đầy hồn trăng giá soi Viết xong tại Hà Nội 16 tháng 9 năm 1937 Hồ Dến Hết chuyện